Rồi mình bài đọc nè. Hello, my name is Nguyen. I live in the capital Vietnam. Capital là các bạn ghi là thủ đô. Tôi sống ở thủ đô Việt Nam. Nhớ chưa? Thủ đô. It has lots of people and high building. Nó có rất nhiều người và tòa nhà cao ốc. Tòa nhà cao tầng. It's noisy. Nó rất là ồn ào. But I enjoy living here. Nhưng mà tôi thích sống ở đây because life is exciting. Nhưng mà cuộc sống thì thú vị. In summer và mùa hè, tôi không có đi học. I don't go to school. So I often come to my hometown to stay with my grandmother in Hà Nam. Nhưng mà tôi thường, vì thế tôi thường về quê để ở với bà của tôi ở Hà Nam. Nó yên tĩnh hơn Hà Nội. Quieter là yên tĩnh hơn. Yên tĩnh hơn. Không có nhiều người đây. Đồ vật thì rẻ hơn. Cheaper, rẻ hơn. Rẻ hơn. Tôi thích Hà Nam bởi vì con người đấy rất thân thiện. Rồi Nguyên sống ở đâu? ABC. Hà Nội. Hà Nội sao chọn Việt Nam? Thủ đô của Việt Nam là Hà Nội đấy. Nó lừa con đó. Cô ấy đi đâu vào mùa hè? Đi Hà Nam. Ở với bà. Tại sao cô ấy thích sống ở Hà Nội? Tại vì ở đó nó thú vị. Exciting bên trên này. Nơi nào yên tĩnh hơn Hà Nội hay Hà Nam? Hà Nam y. Số bài đây, điền vô nhé. Số 1. Ủa? Rồi, xin chào, tôi là Tom. Trong thời gian rảnh tôi thường gì với bạn bè của tôi bởi vì tôi thích thể thao rất nhiều. Trong thời gian rảnh tôi thường go for picnic đi. Go for a picnic. Cái này tự ghi mà, được. Thích thể thao mà thì là chơi bóng đá. Ok, thích thể thao. Thể thao thì phải là một cái thể thao. Play football chẳng hạn. Play bóng đá, play bóng rổ gì đó tùy các con. Rồi, bố tôi cũng thích thể thao. Ông ấy làm gì hai lần một tuần? Đu karate được không? Tập võ đi. Rồi, mẹ của tôi không thích thể thao, bà ấy thích shopping, bà ấy thường đi đâu cuối tuần? Go shopping thêm S vô nhé vì chủ ngữ số ít nhá. Rồi, chị gái tôi thích âm nhạc, cô ta nghe nhạc liên quan nha. Không. Cũng được. Sing phải thêm sờ vào. Listen to music. Rồi xong bài đây. Hộp sữa là kha gì? Kha tần. Diêm là gì? Mát chịt. Rồi. Hai cái này nó đối diện nhau thì viết chữ gì? Đối diện. Đối diện là opposite chứ sao between? Between là ở giữa. Anh ta bị đau đầu là gì? Headache. Ok. Số bài dưới. Bài gì đây? Pilot. Từ cô đi xong luôn. Đây. Nhà con đoàn em. Ok chưa? Được. Rồi, pilot viết vô. Pilot gì nữa? Cảnh sát hay là phi công ấy? Cảnh sát hả? Police. Yeah. Police. Cái này là gì? Cloud gì? Cloudy. Thiên mụ gì? Pagoda chứ. Chùa. Chocolate. Ok. Tôi muốn trở thành một y tá trong tương lai. Sai. Nàng Bạch Tuyết rất tốt bụng. Đúng. Tôi muốn trở thành một kiến trúc sư trong tương lai. Đúng. Tôi muốn một gói bánh quy. Sai. Rồi, ok, hết bài. Cho về đấy.